Dạ con là Phi Long, cũng là nhân viên của bộ phận tu nghiệp thuộc ban nhạc Tòa Thánh Tây Ninh, cũng như là dẫn huấn viên hướng dẫn kèn. Con xin kính chào quý ông bà, quý cô chú cùng tất cả các anh chị nha, và lời chúc sức khỏe và an khang. Đây là vở tuồng Nhứt Chiến Nhứt Vãng được bộ phận tu nghiệp lập trình lại năm 2024, cũng được sự chấp thuận đồng nhất của ban cai quản nhạc và cũng như là các cấp lãnh đạo thuộc ban nhạc Tòa Thánh Tây Ninh, cho phép phổ biến, thực hành và hành sự bản Nhứt Chiến Nhứt Vãng này. Nội dung tuồng thí không có khác cái gì hết, không có khác gì hết, chỉ cái đoạn mở tẩu đó, đờn nam chạy khi mà đoạn tẩu đó mở dứt lại chỉ nhồi nam và hát thêm vài câu nam thôi rồi chuyển xuân. Ví dụ như ngay cái đoạn khách đó là khách biệt từ, khách biệt từ là khách trong tuồng. Bài bản trong tuồng thì bây giờ mình chỉ là thổi lại bài khách biệt từ trong tuồng thôi. Xưa giờ thì mình thổi khách lầu đời thế vào cái chỗ khách đó đó, bây giờ chỉ là thổi khách biệt từ thôi chứ không có khác gì hết đó mọi người. Rất là dễ, không có gì hết. Để được đồng nhất bài bản đó, bài bản tuồng đó, thì bộ phận tu nghiệp cũng được sự cho phép của ban nhạc lập trình lại bài bản của tuồng thôi, chứ ngoài ra không có gì, để lưu lại những gì các bậc thánh nhân để lại thôi. Và có điều chi sư sức xin mọi người hãy niệm tình hoan hỷ cho ha. Xin cảm ơn và mọi người mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tuồng Nhứt Chiến Nhứt Vãng. Và con cũng xin được bản phép được thổi 2 cây kèn, cũng như thực tập cho thằng em nó làm cho nó quen luôn. Dạ con xin được phép thổi 2 cây kèn. Xin mọi người hoan hỷ ha.